cử tri cho rằng việc tăng giá điện sinh hoạt do một số nguyên nhân, tập đoàn EVN có lỗ lớn, kéo dài và do tổn thất của điện năng là chưa phù hợp, chưa phù hợp. Cần báo cáo rõ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tinh giản bộ máy biên chế như thế nào, giải pháp cắt giảm chi phí, giảm giá thành sản điện sản xuất. Mời đại biểu Đỗ Thị Lan phát biểu, đại biểu Nguyễn Anh Trí, thành phố Hà Nội chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, tôi nhận thấy việc tiếp nhận chuyển kiến nghị của cử tri đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết, theo dõi đôn đốc việc thực hiện thời gian qua đã được Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chú trọng hơn và đạt nhiều kết quả. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội 15 đến nay, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả hơn. Hàng tháng, Ban dân nguyện đã báo cáo kết quả công tác dân nguyện của Quốc hội với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục có sự chỉ đạo. Kết quả trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền cũng ngày càng có trách nhiệm hơn và đạt nhiều kết quả hơn. Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã nêu, các bộ ngành trung ương đã trả lời giải quyết đạt tới 99,9%. Kiến nghị của cử tri, nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, hiệu quả, tháo gỡ vướng mắc bất cập trong thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri nhân dân, đã góp phần để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn có một số hạn chế như báo cáo giám sát đã nêu và nhiều đại biểu cũng đã nêu. Qua gợi ý của đoàn chủ tịch, phiên thảo luận về nội dung thảo luận ngày hôm nay, tôi xin nêu một vấn đề giải quyết kiến nghị của cử tri để làm rõ hơn phần đánh giá của báo cáo và đề nghị các bộ ngành liên quan cũng trao đổi để làm rõ. Tại cuộc tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, cử tri Quảng Ninh đã kiến nghị hiện nay giá bán điện sinh hoạt cho người dân áp dụng phương pháp tính giá 6 bậc. Nếu áp dụng thống nhất một giá bán điện thì sẽ tốt hơn cho công tác quản lý và bảo đảm được quyền lợi ích của người dân. Đề nghị Bộ Công Thương chủ trì đánh giá xem xét lại phương pháp tính giá điện sinh hoạt của người dân theo hướng quy định thống nhất một bậc. Kiến nghị trên đã được Bộ Công Thương có văn bản số 1288 ngày 13 tháng 3 năm 2023 trả lời. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã nghiên cứu phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quyết định số 28/2014 quy định về cơ cấu biểu tính giá bán lẻ của điện sinh hoạt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định tại thời điểm phù hợp khi dịch COVID-19 được kiểm soát và kinh tế được phục hồi. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê tư vấn nghiên cứu và có báo cáo gửi Bộ Công Thương đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt, trong đó có đề xuất 3 phương án rút gọn từ 6 bậc xuống thành 3 bậc, 4 bậc và 5 bậc. Cả 3 phương án đều điều chỉnh lượng sử dụng của bậc 1 từ 50 kWh trở xuống thành từ 100 kWh trở xuống. Lượng điện sử dụng các bậc sau sẽ được điều chỉnh giãn cách lớn hơn để phù hợp với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân. Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến về phương án cải tiến cơ cấu giá bán điện và sẽ tiếp tục đề nghị sửa đổi quyết định số 28/2014 theo quy trình quy định của luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, biểu giá điện sinh hoạt kèm theo quyết định 1062 của Bộ Tài chính vẫn không có sự thay đổi so với cách tính giá bán điện trước đây, vẫn thực hiện 6 bậc của giá tính điện, của việc giá điện tương ứng với số kWh điện sử dụng trên tháng, và giá điện sinh hoạt bậc 1 vẫn tính là từ 50 kWh trở xuống và bậc 2 là từ trên 50 kW đến 100 kW điện sử dụng trên tháng. Giá bán điện cao nhất là 3.015 đồng trên kWh chưa có thuế giá trị gia tăng. Và đến nay, quyết định 28/2014 cũng chưa được sửa đổi như ý kiến của cử tri đề nghị. Trước kỳ họp này, cử tri của Quảng Ninh lại tiếp tục kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về việc tăng giá điện. Cử tri cho rằng việc tăng giá điện sinh hoạt do một số nguyên nhân,
Tập đoàn EVN có lỗ lớn, kéo dài và do tổn thất của điện năng là chưa phù hợp, chưa phù hợp. Cử tri cũng đề nghị một số đề nghị như sau: một, cần được xem xét bảo đảm công khai minh bạch phù hợp hơn cách tính giá điện sinh hoạt; hai, cần báo cáo rõ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tinh giảm bộ máy biên chế như thế nào, giải pháp cắt giảm chi phí, giảm giá thành sản điện sản xuất; bốn, giải pháp cung cầu điện có đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội không. Về việc tăng giá điện, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đã nêu rõ một số vấn đề. Để có cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề này, tôi xin có ý kiến như sau. Thứ nhất, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo rõ để cử tri được biết việc đánh giá tác động trước khi thực hiện tăng giá điện, phương pháp tính giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn giữ nguyên như là phương pháp tính 6 bậc, trong khi đã xác định được những bất cập về phương pháp tính giá này và cần phải cải tiến. Việc chọn phù hợp không, có việc bù chéo giá điện sinh hoạt cho giá điện sản xuất không, kết quả thực hiện sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thực trạng tình hình thực hiện điện kế, điện tử còn có ý kiến của người dân. Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu để đề nghị sửa đổi quyết định số 28 của Chính phủ để thay đổi phương pháp tính giá điện sinh hoạt. Cũng đề nghị cần được trả lời tại phiên họp này để các đại biểu Quốc hội được biết và báo cáo với cử tri. Đề nghị Chính phủ quan tâm về kế hoạch giải pháp cân đối cung cầu điện trong thời gian tới. Tại sao các dự án tái tạo đã đầu tư đến nay chưa được hòa lưới điện? Phương pháp sử dụng điện tái tạo như thế nào trong khi đang nhập khẩu điện? Cuối cùng, tôi cũng đề nghị ban soạn thảo, tôi đề nghị là sau cái phiên thảo luận ngày hôm nay thì các vấn đề của đại biểu Quốc hội nêu, những vấn đề lớn về kiến nghị trong đối với các bộ ngành trung ương trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri thì sẽ được đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội để có những cái nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hơn cái kết quả đạt được trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri cũng như là khắc phục những cái hạn chế trong thời gian tới. Xin hết, xin cảm ơn Quốc hội. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.